Đây để cắn lại nhá. Cắn lại đầu tiên là cắn cho lên cái mua cái này này. Đây làm lại từ đầu. Cái đoạn kia là phải làm chậm lại một tí. Phải xem lại cái chỉ số. Cái chỉ số mình cắn lệch đi có một lượt cắn thôi mà nó lên chỉ số khác luôn rồi đấy. Đây nhá, bây giờ F4 lên này. Bên với lại chưa quen. Như phải xuống ngựa đã. Chưa chưa quen cái bên kiếm hiệp tình hai. Thế là nó hơi luống cuống tí anh em ạ. Đây cho, lần này chắc là làm chính xác hơn này này. Đầu tiên anh em cứ mua mua nhanh mua cái nón này trước nhá. Mỗi lần mình chế là mình lại phải xem lại mà. Không không thường xuyên chế là khó lắm. Đây ăn cứ ăn cái này cho nó rẻ nhất anh em ạ, không việc gì phải đi ăn rác. Đấy. Xem nào. Mình xem chỉ số bao nhiêu rồi nhá. Con này là 81 này. Tiếp tục mua vẫn chưa đủ đâu. Cái này là nó là hàng rẻ tiền nhất đấy. Đó, anh em cho cắn này nhé. Và đây là đang chế sâu cấp 2 nhá, chứ không phải là chế sâu cấp 1 đâu. Sâu cấp 1 thì nó dễ lắm. Chế sâu cấp 2 nó mới là mất thời gian. 100 rồi này, ok rồi này. Bây giờ mình ăn 25 cái linh gì nhỉ? 25 cái linh tản. Tản là cái nào nhỉ? Tản là cái này này. Tách này. 25 cái nhá. Đấy. 25 cái, còn bên kia thì mình cất nó đi này. Cho nó đỡ cắn nhầm mà. Level 54 farm rác vương mẫu động nhặt được rồi. Ừ thì đúng rồi. 54 thì đây là người ta đang có rác vương mẫu động đây này. Nguyên liệu trong thằng kiếm à? Ok, à trong thủ khố à? Ok bạn ơi. Mình vừa cắn cái gì đang mải xem không. Thì đây là chủ ác người ta họ đang farm rác ra đây nè. Thì mới có một chế sâu đấy chứ. Rồi, thế là mình là lên cái chỉ số là 75 rồi đúng không? Ăn 19 cái linh cầm này, 19 linh cầm đúng không? Tách ra 19 cái. Mở bài bán này, cất lên. Cắn này thì nó chính xác về số lượng lượng luôn thì mình không phải lo là bị nhầm. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cho cắn theo thứ tự là tiêu tản cầm này, à đâu quả tản cầm này, quả đây rồi nhá. Mình phải ăn là tiêu tản cầm chứ, tiêu tản cầm đúng không? Tiêu này, tản này, mở bài bán ra, tản đâu, cầm này, đấy ăn cho nó lên cái chỉ số là mình vừa nói là bao nhiêu nhỉ? 56 đúng không? Như là 56. Ăn từng phát một không nhá, đừng ăn tiêu tản cầm. Chứ không nó ra chỉ số là vỡ mồm luôn. 56 ủa. Sao ăn một phát mà nó ra 57 luôn ta? Cắn mới một phát đấy. Rồi mình cho ăn cái linh quả đi. Cái này cắn đúng một phát nó ra này luôn à? Cho ăn linh quả này. 24 21 cái đấy, mình tính là 21 cái. 21 cái quả nhá. Có lúc nào mà nếu mà tôi chơi trên PC nó tiện hơn nhiều. Chơi PC thì nó tiện, nó dễ chế hơn. Đây mình cho ăn cái này này.
Nó lên đâu đó là chỉ số là bao nhiêu rồi? 60. Mình cần ăn lên 65 anh em ạ. Cần ăn lên 65. 63 này. 36 này. Hình như là cũng gần đúng rồi đấy. Thử đi cho nó chế phát nhá. Cho nó chế phát này. Thức ăn trong thủ khố đúng không? À, nguyên liệu trong thủ khố đúng không? Con này là mình xài nó chỉ số dòng dòng 2. Dòng 2 là dùng skill cổ mật thuật cấp 2 này. Tôi vứt cái dụng cụ mật thuật cấp 2 vào đây nhá. 5 này. 4 này. 3 này. 2 này. 1 này. Đấy. Rồi bây giờ mình xem mà chế cái cấp 2 để mà ra cái dòng máy lên các bạn. Tàng hồng hoa, con này tàng hồng hoa này. Sao ít tàng hồng hoa vậy bạn ơi? Tàng hồng hoa này cấp 2 đúng không? À có luôn này. Bỏ vào mấy ô dùng chiêu bấm cho mấy ô dùng chiêu là như nào bạn? Cái này bấm là nó chế luôn đấy các bạn. Xem nó chế ra cái này viết lại đường này. Tại vì mấy cái sâu cấp 2 này cũng hiếm khi mình đi chế, thành ra mình không nhớ công thức lắm. Chắc là phải hôm nào làm lại một cái bảng nguyên si luôn các bạn ạ. Tàng hoa này có thu thập được nhiều tàng hoa chưa bạn nhỉ? Lát mình đi lúc tròn rác à? À lúc tròn rác bấm vào được à? Đang đang chế lại cái sâu bạn bạn ơi, đang đang chế sâu cho chủ ác này 25 cục. Nhưng mà không biết bạn ấy thu thập tàng hoa được nhiều chưa? Vừa hết cái gì nhỉ? Hắc khuyển linh huyết đâu rồi? À đây là đầy. Chế xong cho ăn đi, xong rồi mình cho nó để sâu này, mình cho ăn cái này xem là huyết thải đường này, xem nó ăn có đúng chỉ số chưa anh em. Huyết cổ à, huyễn cổ này, con thị huyết nó như nào ta, đánh thỏ ra thằng hoa không, cái này phải đi ấy chứ, phải đi gì nhỉ, thu thập chứ. Sao nó lại đẻ ra cái con của nợ độc cổ nữa ta? Lăm xem cái hệ thống phát huyễn huyết à, đánh thọc ra ra hết mà. Mình nhớ cái chỉ số con thị huyết ấy, nó là chỉ số 35 65 35 35. Nhưng mà tại sao cái này mình cắn mới đúng một phát mà nó ra luôn cái chỉ số là 36 rồi.
tức là phải cắn thêm một lần nữa đúng không? Khả năng cao là mình phải sang một cái phiên bản bên PC ấy, mình chế lại thì mình mới nắm được cái chỉ số nó chính xác hơn. Chỉ số này nó chưa chuẩn lắm rồi. 36 này. Vừa rồi là mình cắn 21 cái. Cắn 21 cái là nó lên được cái chỉ số là 36, 63. Mình cần cắn thêm 2 cái nữa. Còn cắn một phát này. Rồi xem cái chỉ số lại nhá. Ơ chết nhầm. Cắn nhầm con. Con này chứ. Đó, xem nào, xem chỉ số lại nhá. 35, 66. Ủi sao nó lên tận 66 nhỉ? Xem nó đẻ ra con gì không nào. Toàn huyễn với huyết này. Đây, cái công thức sinh đẻ ra là con thị huyết đấy, skill búp sâu cấp 6 đấy. Mình nhớ là 35 65 35 35. Được không? Mà cái này hay là mình phải ở đây ra thị huyết rồi nè, ra thị huyết rồi nè. Thế mình để đúng rồi chứ, ra thị huyết đây thấy. Cho chế tiếp đã. Chế cho nó ra cái skill cấp 2 đã. Khả năng con này đúng rồi đấy. Một trăm rồi này. Bây giờ kiếm đâu ra cho nó chế cái thức ăn cấp mấy nhỉ? Con này là hình như là thức ăn cấp cấp 7 hay cấp 6 nhỉ? Đây ra thị huyết rồi đây bạn này. Ra thị huyết rồi này. Xem nào, skill dưỡng cổ mật thuật cấp. Cái đoạn này nó vứt skill vào đây nhiều gớm nhờ. Trang 4 đi. Con này xài cấp 6 này. Xong rồi cấp 7 này. Cấp 8 này. Nó nhiều cái thật đấy. Cấp 9 này. Cấp 10 chắc chả ai xài đâu. Xem nào, xem cái skill cấp 6. Chẳng biết liên à, hết chẳng biết liên rồi anh em ạ. Xem mà trong thủ khố xem còn không nhá. Cái này giống như PC mà. Chơi phải nào cũng bạn bạn Đức Bùi bạn nói gì mà để cho lẹ nhỉ, mình không đọc được, chẳng biết liên đâu rồi ai chả để làm thứ này bạn ơi. Lấy cái này ra cho ăn này. Rút tiền đã, rút tiền mua chẳng biết liên nhiều nhiều tí đi lên môn phái nhá. Khả năng cao là mình để con này là để đúng rồi đấy. Sao không chế luôn sâu cấp 3? Sâu cấp 3 chỉ để có kích tàm thôi. Còn sâu cấp 2 là để người ta ít sâu. Xài thế thì vì là người ta chỉ cần ít sâu mà. Để là phải để theo đúng chứ, đúng số lượng chứ. Ai mà để bậy thì bà chết. Bán bớt máy này đi anh em ạ. Rồi. Mua cái chảm huyết liên này 100 cái bao nhiêu? Ui đắt thế. 10 vàng cơ à. Mình đã nhớ là cái con này nó là xài dưỡng cổ mật thuật cấp mấy để cho nó ăn tăng tuổi thọ ta. Cứ để sâu đi này.
ngựa đã, rồi cho nó ăn cấp 6 thử phát nhá. Xem nó có ăn được cấp 6 nào. Ăn được cấp 6 đấy các ông ạ. Con này nó ăn được cấp 6 đấy. Cấp 6 thì nó rẻ hơn. Đúng rồi. Thế mình xài cấp 6 cho nó đồ ăn này. Ở cấp 6 đấy có này. Đấy, để ra thị huyết rồi này. Bên này chắc chắn là nó sẽ không có auto thì anh em sẽ không 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 ấy được đâu, không auto chiến sâu được đâu. Đây mình xem trên hệ thống nhá. Ra thị huyết rồi này. Ừ, cấp 6 rồi, con này cấp 6. Đấy, là khá là ok đấy anh em ạ. Đấy là mình được con vì là game đô la thần trưởng hay làm gì có. Thật chứ game này nó không có gì rẻ đâu. Cấp 6 để tiếp cho nó ăn, cho nó cái tuổi thọ mà nó lên 300 ấy là anh em sẽ để nó được nhanh hơn và cho nó ăn thức ăn nhiều vào. Cái này thì mọi người nên đi học cái kỹ năng thu thập, nó là tại cái thằng Tuyền Châu đây này, nó là thằng Lâm Dược Sư ấy, thì nên đi thu thập cái đấy nhá nếu mà muốn chế sâu. Này 272 này, cho nó thêm phát nữa đấy. Theo như chỉ số thì người ta nói là cái chỉ số này là chỉ số nó để ra con thị huyết nhiều nhất đấy, nhưng mà mình thấy nó cũng không nhiều lắm nhỉ. Xem nào. Đấy, còn nếu mà cho ăn cái tăng hồng hoa cũng hết rồi nè. Không, cái này là ác của ông bạn, ông đang muốn nhờ chế sâu cấp 6 mà. Cho ăn liên tục thì tốn lắm. Đây này, đang cho ăn đây, ăn ba đậu thôi. Tất nhiên là bây giờ cái này là chỉ cho chế để mà lấy được cái sâu sẵn thôi, của mẫu sẵn thôi, chứ còn bây giờ đã có skill cấp 6 đâu, đúng không? Rồi, vậy là đã có sâu cấp 6 rồi nhá. Cổ thần thì đây bây giờ nếu mà kích tàm nhá, kích tàm thì nó sẽ là theo cái thứ tự, nó là quỷ vương độc yêu huyết tinh đúng không, huyết tinh độc yêu quỷ vương đúng không. Đấy, huyết tinh chỉ số là 6590. 6590 65 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ lấy một con của mẫu có rồi này. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn cái con này lên chỉ số dòng 1, chỉ số dòng 1 trước đi, là tiếp tục lấy về nón này. Rồi, cho ăn này. Lên chỉ số dòng 1 trước thì anh em nhớ là mua mua cái này cắn cho nó rẻ tiền nhá. Và nó dễ chế hơn. Chứ còn rác vương mẫu động thì mình đi thu thập là hơi vất vả đấy. Nên là phải tiết kiệm từng tí một cái loại rác vương mẫu động. Xem con này bao nhiêu rồi. Con này ấy, mình vừa có cắn nhầm ác, cắn nhầm con không vậy? Vỡ mồm, cắn nhầm rồi các ông ơi. Đang đi bị nhầm mất rồi. Thôi được rồi, cắn con này con kia chắc là lát phải chế lại. Ơ đâu,
Con này của mình đâu này? Đây này, mình nãy mình cắn nhầm em. Phải phải cắn lại. Thôi được rồi, nuôi luôn con này vậy. Quên mất, đáng lý là cậu dùng con này đi 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 cắn cái con chế rồi. Cắn cái con chế rồi. Nhưng mà thực ra cái con kia để mà x2 huyết. Đâu là Lai Mobi cũng lâu lâu rồi đấy. Rồi ok, cứ con kia thì bây giờ nói chung là mình nắm được cái chỉ số rồi, mình ấy cũng nhanh mà. Nhưng mà hơi mất công tự nhiên khi công. Đấy là dùng trên điện thoại nó rối vậy đấy các ông ạ. Trên điện thoại nó rối bời lắm đấy. Rồi lỡ rồi cho nó cắn luôn vậy. Rồi. Cái con này mình ra chỉ số dòng 1 rồi nhá. Chỉ số dòng 1 rồi thì mình sẽ cho ăn 25 cái linh tản này. Linh tản này. Không, đây M14. Nhưng mà cái bên trái nó cái con mà xem nào, cái con này là mình lấy dòng ở đúng rồi, hình như cũng thế. Rồi cũng được nhỉ. Đỡ mất công cắn bên trái thật nhé. Mình đang định bảo cắn cái gì nhỉ, quên rồi. 25 cái linh tản này, 25 linh tản là cái này đúng không, tách này. Nhưng mà chỉ tiếc là mất công mình đi chế có hai phát, mất bao nhiêu cái đống này chứ. Sao nó lại ra cái này, 25 cái linh tản này. Cất lên trang 2 này. 25 cái này. Nó lại ăn nhầm cái quả kia thì lại mất công tẩy lại. Cứ bấm 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 bằng 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 cái ngón tay buồn cười lắm. Rồi 25 cái linh tản rồi nhá. Rồi 75 đúng chưa? Thì bây giờ mình sẽ là ăn 19 cái linh cầm này, 19 cái linh cầm này. Linh cầm đâu rồi, linh cầm đâu rồi, 19 cái này tách ra. 19 cái. Rồi cho ăn 19 linh cầm nhá. Cái này tôi phải ấn, phải để ý không. Tôi nhìn lên đọc comment của các ông là tôi lại bấm nhầm. Đúng chưa? 19 linh cầm này, rồi ok. Bây giờ sẽ là ăn lần lượt cho đến là tiêu tản cầm đúng không? Đúng rồi, Mobi anh em ơi, đây là Mobi nhá. Tiêu tản cầm này. Tiêu có tiêu này. Tản đúng không? Tản đâu rồi? Tản này, cầm này, đấy ăn theo thứ tự tiêu tản cầm này, tiêu tản cầm nó là ăn chưa đấy, ăn rồi, ăn thứ tự tiêu tản cầm nhá. Đây tách rồi đấy chứ, tách rồi đấy chứ. Bây giờ tiêu này, tản này, cầm này. Tiêu tản cầm, tiêu tản cầm, ăn cho nó lên chỉ số là bao nhiêu nhỉ, 95, 95, 96. Ủa sao nó lại ra cái chỉ số này ta, mình đang chế cái con của nợ gì nhỉ. Ừ 95, 95, 96 đấy. Ở đâu? Ừ đúng rồi, 95 95 9, 95 96 rồi, để xem nào. 60 à, cắn nhiều đấy, cắn nhiều đấy. Tiêu tản cầm, tiêu tản cầm. Sau đó là ăn 30 cái quả đấy. Nhiều lúc là vừa chế vừa nói chuyện là tôi bị lú đấy không ạ. Bao nhiêu rồi? 68. Cái này anh em phải để ý từng tí một, không thì nó lại
đi một mả luôn đấy. 74 này. Chế này tốn lắm. Cái này phải đi farm con rác vương mã động khá nhiều. 79 này này. Tầm 3 này. Rồi 86 này. 89 gần đủ rồi đấy. Mình lên chỉ số là 95 anh em nhá. 90 91 92 93 94 95 đúng chưa? Đấy. Ơ, sao 95 nó lại là 92 dòng 4 kia á? Sao nó lại lên 92 dòng 4 nhỉ? Ma hệ kìa. Ăn mất một quả à? Đó, cái đậu xanh. Thế thì bây giờ làm sao cho nó lên dòng 4 à? Dòng 4 là mình thử cắn cái cầm nhỉ? Cái mình thế nhờ cái để xem nào. À, cái này muốn lên lại cái dòng 4 của nó. Mình cắn cái gì nhờ? Cái vũ khí nó lên được không nhỉ? À, cắn vũ khí hay là cắn cắn cái vừa mình cắn cái quả đúng không? Cắn cái quả là nó lên dòng dòng 2. Quả nó lên dòng 2. 4 thì mình cắn thử một cái này xem nào. Nó lên dòng bao nhiêu rồi? 95 đây, 94 đúng không? Rồi ok, mình cắn tiếp thêm là bao nhiêu này? 94 rồi, 95 này. Rồi ok. Bây giờ là cắn 30 cái tách ra này, 30 cái này này. Nó cứ bé 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 sao tận 130 này. Nó cứ bé bé tí tí này. Cay thật không ạ? Mở bài bán em kích vào đây. Đấy. Xong rồi cho ăn 30 cái quả này đúng không? Rồi, 30 quả này này. Đấy, anh em mà cắn tiếp cái này là chế được cái con huyết tinh. Sau đó là mình sẽ chế con độc yêu và con quỷ vương. Ok chưa? Đấy, đây là chín sáu à? Ủa? Hình như tôi lại nhầm đấy không ạ? Cắn theo thứ tự lại xem nào. Thiếu á, đâu cắn thừa đấy chứ, cắn thừa rồi, cắn thừa cái mình cần lên là 90 mà sao nó lại tính ra là lên tận 96 nhỉ, 24 cái đúng không? Ừ, bây giờ cắn lại theo thứ tự thôi, bây giờ cắn lại theo thứ tự lại vậy. Thực ra không cần thứ tự mà ba cái là được, 93 tầm này là để được rồi thì phải này. Kể cả là 90 vẫn được, 90, 93 đều được mà. Cho phệt luôn nhá. Cho phệt luôn này. Thị huyết à. Băng huyễn này. Mình cần là huyết tinh đúng không? Đâu, sao lại trên 3... À, trên 300 này ừ. Xem nào, nhưng mà xem nào, nó là 60 65 90 65 mà sao mình nó lại băng huyễn, toàn băng huyễn này. Cắn trên cái điện thoại này nó khó thật không? Hình như mình bị thiếu cái chỉ số nào rồi. Toàn ra băng huyễn này. Nếu mà đúng là 93 đúng không? Mình cắn thêm một phát thì nó xuống 91. À đúng rồi, thế cắn thêm phát nữa chứ. Cắn thêm phát nữa được mà. Cắn thêm phát nữa là được này. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Cắn thêm phát nữa là chuẩn chỉ luôn. Rồi bây giờ xem nào. Nó là huyết cổ đúng không?
băng huyễn, da băng huyễn nhiều thế. Mình đang cần là da con huyết tinh đấy. Cho nó ăn thức ăn đã nào. Vong tiên, sao lại để ra cả vong tiên vậy? Con này hình như là phải xài dưỡng cổ mật thuật cấp 7 nhá. Cái này công nhận là bên này nó để tốn lắm. Một 100 cái gì nhỉ? Cái chảm huyết liên nó là bằng 10 vàng đấy. Bên này để sau rát cả đít. Ủa? À không được, phải cấp 8 không ạ? Phải cấp 8 đấy. Cấp 8, cấp 7 không xài được. Tốn lắm. Ừ. Để cái này tốn vãi cả đái luôn đấy. Xem nào. Vong tiên băng huyễn, chưa thấy nó ra cái thị huyết tinh nhỉ? Thị huyết băng huyễn này. Ủa sao lại là thị huyết ta? Server này có top đừng môn châm không á? Huyết tinh đây này, huyết tinh đây này, ra huyết tinh rồi này. Nhưng mà nó để ra các thể loại kia nó nhiều nhờ. Top thì là anh em phải xem là server S này S hạng 3 này. Xem hạng con này đang là võ lâm các thứ này, không có đường môn bạn ơi. Không có đường môn. Huyễn cổ này. Huyết tinh đấy, thế là con này là huyết tinh được rồi này. Vậy là mình xong con huyết tinh nhá. Con này để tính sau đi, bây giờ mình mua con mới đi. Rồi bây giờ mình sẽ đi 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 chế con độc yêu nhá. Chế đi độc yêu này. Thi cổ thì chế hẳn kim tàm cổ vương. Kim tàm cổ á. Nhưng mà kim tàm cổ bây giờ chưa có thiên thạch. Chưa có thiên thạch làm sao mà chế. Anh em nha, trong F14 có thiên thạch không? Bữa cho mình xin tầm mấy chục cái. Mấy chục cái thiên thạch đấy. Ờ, bây giờ chỉ có đi trồng cây ra thôi. Rồi bây giờ là mình xem mình chế con đây đúng sau chưa? Rồi của mẫu này. Cái gì nhỉ? Tăng độ đói khát lên bằng skill cấp 5 đã. Cho nó để cấp 5 đã anh em ạ. Cái này nó không có ship. Cái thế này không có ship thì mà nó để liên tục được nhỉ? Trồng cây bát nhã nhỏ nhiều lắm á. Bát nhã nhỏ mà ra được cái đấy á. Ra thiên thạch á. Tưởng là chỉ có trồng cây bát nhã lớn ra thôi chứ. Mỗi loại tầm 150 cái thiên thạch là có cổ thần. Không, không không phải là gọi là có cổ thần mà là chế con kim tàm cổ cơ. Kim tàm cổ là cái con để mà kích tàm cấp 7 đấy. Nhưng mà bây giờ thì gọi là chế của mẫu này cho ra cho nó có sẵn thôi. Chứ còn chưa có nhu cầu xài đâu vì nó đã ra được, nó mở cấp 55 đâu. Hình như là một tuần nữa đúng không? Hình như sang tuần sau là nó mở 55 đúng không? Bát nhã lớn ra. Đấy, tầm 30 đến 50 cái thiên thạch là đủ đấy. Ai đi để cổ thần làm gì, ai chế cổ thần làm gì cho nó tốn ra đúng không? Ôi tôi chết rồi, để hơi quá tay rồi. Thôi kệ không sao. Con sao ăn vậy? Cho con sao ăn nhé. Rồi con này là lên tuổi thọ 300 rồi này. Bây giờ là mình sẽ cho ăn chỉ số để lấy dòng 2 này. Chỉ số lấy dòng 2 là áo nhá.
Cái gì vậy? Hết vàng à? Ôi trời, hết vàng. Nuôi sâu nghèo luôn đấy không ạ? Không liệu liệu hồn mà chơi cái hệ phái này. Đấy chứ, chưa cắn à? Xác định chơi hệ phái này là chơi nghèo luôn đấy. Rồi cho cắn này. Cứ toàn bị cắn cái cuốn nợ này. Tôi đang tập trung mua đồ không với lại cắn không cẩn thận là cắn nhầm đấy nhá không nhá. Cắn nhầm nhá. Thấy bảo là đặt xuống skill là ấn được đúng không? Nhưng mà mỗi lần như thế đổi qua đổi lại mất thời gian lắm. Xem con này bao nhiêu, 73 này. 73 thiếu khoảng 20 mua nhanh này, 27 cái à. Bao nhiêu rồi? 97 thiếu 3 cái. Rồi. 93 cả rồi 100 nhá. Phải ở S3 tôi cho một số đồ thần bí á. Úi giời, bây giờ mà đi chế sâu này mà dùng đồ thần bí thì chết. Không 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 chế được đâu. Anh em phải chế bằng rác thì hơn. Mình bao nhiêu rồi nhỉ? Một vừa cái gì đấy? Vừa nó chớp cái gì đấy? 100 rồi, bây giờ là ăn 25 cái linh tản này, linh tản này. Tản là cái nào? Tản là cái này đúng không? Tách này, 25 cái này. Rồi. Mở bên bán phi cái tản này lên này. Bây giờ cho ăn 25 cái linh tản đúng không? Kim tằm cổ thì ăn thiên thạch tiện hơn chứ. Nó điều chỉnh cái chỉ số nó dễ hơn. 75 rồi đúng chưa? Bây giờ là ăn 19 cái linh cầm này. 19 cái linh cầm này. Cầm. Đấy, 19 cái linh cầm. 19 cái linh cầm sau đó là ăn thứ tự là quả tản cầm nhá. Quả này, tản này. Tản là cái nào? Tản là cái này này. Quả tản cầm này. Đấy. Còn cái này cho lên trên này đi. Mảnh thiên thạch mới đắt thôi á, thiên thạch. Thiên thạch đắt mà. Thiên thạch cũng đắt đấy, thiên thạch mua tầm server này là đắt đấy. Còn nếu mà anh em mà có clone đi trồng cây thì nó cũng ra dễ thôi. Lần lượt là quả tản cầm này, quả tản cầm đúng không? Cho ăn lên chỉ số này. Cho ăn lên chỉ số là 0959596 này. 95. Bao nhiêu rồi? 70. Tiếp tục cho ăn này. Cái này là 74. Ăn tốn phết đấy các ông ạ. Thì farm cái này là vỡ mặt thớt ra luôn. 79 80 này này. 95 95 96 nhá. 83 10 phát nữa.
88 91 92 93 94 95. Rồi. Bây giờ mình sẽ ăn 30 cái linh tiêu. Tiêu là cái của nợ gì? Tiêu đâu rồi? Tiêu này 30 cái đúng không? Ba mươi linh tiêu rồi, ok. Cho cái bên này nó lên trên này cho nó cắn nó bị đỡ bị mít. Bộ server ở đâu vậy? Server này F14 anh em nhá. Server F14 nhá. Ok. Rồi. Là mình có cái chỉ số là 93, hình như thiếu một cái. Đó, thừa một cái đấy. Thừa một cái không ạ? Phải cắn lại cái này này. Đấy. Thế là chỉ ăn 29 rồi. Ăn 29 chứ không phải 30 đâu. Rồi bây giờ là độc hệ này. Độc hệ mình lên chỉ số đằng trước. Chỉ số trước là cấp 1 đúng không? Cấp 1 đâu? Ơ, chưa có cấp 1 vào đây à? Chưa có cấp 1 vào đây cơ mà. Rồi, cấp 1 này. Thiếu tinh thiết. Ờ, bị ăn 29 thôi nhá, không phải ăn 30 đâu các ông nhá. F11 vàng vắng như chủ bạc anh, may nó gộp với F12 á. À, thì đấy, sắp tới đây mình đang chơi F13. Có khi nó vắng thì nó lại là... Nó vắng thì nó lại là gộp với S14 thì sao đúng không? À, thiếu chu sa này. Chu sa này. Cổ sư top S12 bỏ một tháng nay rồi à? Nuôi sâu khổ lắm đúng không? Nhưng mà bên này PK của sư PK thì chắc chỉ có kích tàm là căng, chứ còn đi ích huyết ích sâu làm cái gì cho nó mất thời gian ra nhỉ. Mảnh thiên thạch 5.5. Không biết của sư bên này nó có bá không? 7 cái này. Của sư bên này nó có bá không anh em? Mới thật chơi cổ sư mà nghe hốt á. Cũng không hốt lắm đâu bạn ơi. Là một vài turn là quen thôi. Chả qua là mình đang lâu mình chưa chế lại. Mình cứ mỗi lần chế là mình phải xem lại công thức. Giờ bọn nó bán sâu hết rồi cần gì nữa. Nhưng mà mua sâu thì tất nhiên là bao giờ mua sâu nó cũng là đắt hơn. Với lại mình chế một lần như này này. Mình chế một lần như này chỉ đi bu ba. Ôi khổ vậy á. Nếu mà không cho ăn diêm ba được thì bạn phải chế lên cấp cao hơn. Bạn ăn ví dụ như là cấp 5 không ăn được, bạn chế cấp 6. Chế cấp 6 không ăn được, bạn chế lên cấp 7. Đấy, bạn cứ tăng dần lên đi. Vì những cái mà dưỡng cụ mật thuật cấp cao hơn ấy thì nó tốn kém hơn. Nên là tốt nhất là bạn cho nó ăn từ từ thôi. Nếu như mà không biết được cái cấp bao nhiêu được ăn được, bạn cứ thử ăn không được cái cấp 5, bạn cho ăn lên cấp 6. Cấp 6 không ăn được, ăn lên cấp 7. Cấp 7 không được, ăn lên cấp 8. Chứ đừng có một phát đùng một cái ăn lên cấp 9 luôn thì chắc chắn là ăn được. Ừ, tính điểm nhưng mà bây giờ không tính được thì thôi cho nó cắn luôn theo thứ tự như thế cho tiện đúng không? Đến khi mà biết được cái con cái nào nó ăn được rồi thì cứ thế mà phê thôi. Với lại là cái nếu mà bạn mà cứ đi mua sâu ấy thì nó tốn lắm. Thà mình chế một lần như này này xong mình cho nó ngồi nó đẻ sâu ấy. Nhưng mà không biết là có cái auto nào để cho nó đẻ sâu không nhỉ? Phải có cái auto nào cho nó đẻ sâu chứ còn bây giờ mà lúc nào cũng đi ngồi mà canh cắn thì có mà chết. Sao lại auto TV? Đang bảo là auto trên mobile mà bạn ơi. Auto trên mobile mà, chứ còn trên PC thì thiếu gì?
Trên mobile thì thiếu gì auto nó để sau. Rồi, ok rồi, bây giờ mình bắt đầu chế này. Độc yêu này. Đấy, huyết tinh độc yêu đúng không? Chuẩn đét luôn. Độc long xa chế tập linh. Độc long xa là độc long xa, bạn bạn ấn cái skill chế của nó ấy, là bạn sẽ thấy được là nó yêu cầu dùng cái gì. Ví dụ như là cái vừa rồi độc long xa là nó dùng cái chu sa với lại là tinh thiết. Bản này chơi trên PC được, vẫn auto bình thường. Cái đấy là ấy rồi, cái đấy là dùng 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 gì nhỉ, giả lập rồi, đang nói trên điện thoại mà. Trên điện thoại nó không có auto bấm đúng không? Có auto bấm nhưng mà mình lại phải treo á. Nó là có cái phần gì nhỉ? Tìm những cái phần mềm, những cái app mà nó gọi là tự động click. Tự động click trên điện thoại ấy. Nhưng mà đúng là nếu mà chế sâu như thế rất là khổ, vì là lúc nào treo cũng phải treo điện thoại. Có auto click mà, nhưng mà nó lại phải treo điện thoại đúng không? Yêu cổ này, yêu hoàng luôn này, độc yêu này. Bên này thì mình chỉ cần cái là cái gì nhỉ, độc yêu cổ thôi. Đấy, cho auto click vào cái ba đậu chẳng hạn. Nhưng mà như thế thì nó cũng tốn. Mà bên này nó để chậm nhỉ? 299, 65. Đấy, độc yêu rồi nhá. Thế là có huyết tinh này, độc yêu này. Và bây giờ ra quỷ vương này. Đúng không? Bây giờ mình sẽ cần chế quỷ vương cổ đúng không? Auto click có tiền núi á. Không, auto click bên này app free chứ. App free mà. Thì ngồi ngồi canh. Nói chung là chế bên này, thế mà mấy ông chế ngồi bán được, mình cũng thấy ghê gớm đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chế con tôi chế con kim cổ vương rồi chế để hết sâu luôn á. Thế thì tốn tiền lắm. Làm clip ngắn trên 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 TikTok không 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 ấy được đâu bạn ơi, không 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 nhìn được hết đâu. Bạn lên trên kênh YouTube của mình có đấy, trên YouTube có nhá. Chắc là mình sẽ cắt cái đoạn này ra để mà mình đưa lên nhanh. Bây giờ xem nào. Bây giờ mình sẽ chế cái con là độc yêu quỷ vương đúng không? Quỷ vương chỉ số của nó là 065 66 65 90. Bây giờ mình sẽ chạy ra này. Tốn thời gian à? Mấy người bán đúng rồi thì người bán toàn chơi giả lập mà, dân cày toàn chơi giả lập hết thôi. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn lấy dòng 2 đúng không? Ăn lấy dòng 2 này. Dòng 2 là áo này. Thấy bảo là anh em đặt vào cái này để mà bấm được này. Nhưng mà thôi mình bấm luôn cho tiện đi. Rồi, tiếp tục mua áo này. Cái này mình có like song song 3 nền tảng đấy anh em nhé. Anh em nào mà muốn xem lại cái video này trên kênh YouTube là đều có hết. Anh em cứ lên YouTube tìm là Tiến Gà Gaming là ra nhé. Con này là 94 rồi này, ăn 6 cái nữa là được này. Đấy. 6 cái này. 1 2 3 4 5 6. 5 à, kiếm mất cái rồi. Bên này kích nó cứ xón xón các không ạ, xón xón từng tí một. Rồi nó lên cái chỉ số là 100 rồi này,
100 rồi, bây giờ là ăn lấy 25 cái tản này. Đừng 400 bá đạo không ai chơi á. Thiếu tản rồi á. 25 cái tản thôi mà. Thiếu tản thật này. Đi đi farm lấy tản nhỉ. Có anh em nào có tản bên này không? Đây có hàng. Quá. Ai chà, ui chờ nhiều này. Thank you Vietnamese, bạn này cũng chế khá nhiều đấy. Hai ông này kết hợp với nhau đi. Xong rồi là lúc nào cần thì còn xin xỏ nhau chứ. Đấy, thank you bạn nhá. Được cho hàng luôn không ạ? Ngon luôn đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cần là rồi, mở bài bán nên mình vứt cái này xuống nữa. Bây giờ là mình cần ăn cái gì nhỉ? 25 cái linh tản đúng không? Linh tản là cái này này. Tách nó ra 25 cái này. Còn cái lại mình vứt lên bày bán. Ok. Vứt cái này sang đây đi. Cắn này thì không sợ bị bit. Thank you bạn nhiều nhá. Rồi. Thế là 25 cái linh tản là mình lên cái chỉ số là 75. 07575 đúng không? Bây giờ mình ăn 19 cái linh tiêu này. 19 cái linh tiêu này. Nhầm. 19 cái linh tiêu tách ra tiêu này, 19 cái. Rồi. Cất cái tiêu lên trên này. Cắn tiêu này. Rồi. Sau khi cắn 19 cái linh tiêu xong thì mình sẽ ra chỉ số là... Ủa? Hình như có nhầm gì sao nhỉ? 50... Hình như mình đang cắn hơi quá tay rồi đấy. Phải cắn lên là... Cắn hạ xuống hai phát kia. Vừa rồi là cắn cái gì ta? Quả với tản đúng không? Quả với tản đúng không? Xem nào. Quả... Quả này. Tiêu quả tản đấy. Tiêu quả tản. Tiêu này. Quả này. Tản này. Rồi. Vừa rồi là mình ăn hơi quá rồi. Thì mình ăn tiêu hơi quá. Thì bây giờ mình ăn quả với tản nhá. Để lên chỉ số bao nhiêu nào. 58. 58, 57, 57 đúng không? Ăn cái tản một phát là lên bao nhiêu đây? 60, ai chà. 59, 56. Rồi ok, ăn cái này cũng được nhá. 59, 58, 56 này. Thì mình sẽ ăn 3 cái này. Đấy, ăn 3 cái này. Cho nó lên cái chỉ số là 96, 95, 95 nhá. 96, 95, 95. Cẩn thận lại kích nhầm vào cái kia, ngồi tính lại. Cái này mỗi lần anh em mà kích trượt một phát là anh em phải ngồi tính lại đấy. Vỡ mồm đấy, mất thời gian đấy. Tất nhiên khi mà đã quen rồi thì cắn nó cũng nhanh thôi. 79 này. Tắm 6 này. 90 nhá. 90 mình cần ăn lên là 96 này. 1 2 3 4 5 6. Ok chưa? Và bây giờ mình ăn 29 cái linh cầm này. Tách ra 29 cái. 29 chứ không phải 30 đâu nhá. Rồi. Vứt cái cầm này qua đây cắn cho nó tiện này. 29 cái linh cầm này. Đúng rồi, server S14 bạn ơi. Rồi, sau khi ăn xong là mình sẽ lên chỉ số là 66, 65, 65, 90.
Và bây giờ bạn ăn skill dưỡng cổ mật thuật cấp 4 nhá. 4 này, thiếu noãn trùng. Không biết con này có noãn trùng chưa. Noãn trùng có đây rồi, bạn này bạn chuẩn bị khá là đầy đủ đấy anh em ạ. Khá đầy đủ đấy, cấp 4 này. Rồi, mình chế 25 cái nhá. 25 cái noãn trùng, 25 cái gọi là hoàng liệm, cái gì? Thực nhân thảo đấy. 25 cái này. Bằng skill dưỡng cổ mật thuật cấp 4 nhá. Vậy là mình sẽ có được cái cái sâu để mà anh em kích tàm, đấy là huyết tinh độc yêu quỷ vương rồi. Còn chỉ thiếu mỗi cái là con tàm cổ thôi. Tàm con kim tàm cổ là con sâu cấp cái gì nhỉ? Con tàm cổ cấp skill cấp 7 đấy. Nhưng mà cái đấy là anh em phải gom tầm khoảng 50 đi. Cứ chắc thì 50 đi. 50 cái thiên thạch cho sâu nhanh đẻ. Sâu nhanh đẻ thì chỉ có cắn, thứ nhất là cho cái tuổi thọ của nó là cao, gần 300 ấy thì là nó đẻ nhanh nhất. Cái thứ hai nữa là cái độ đói khát của nó là 100. Cứ ví dụ như nó xuống còn chín mấy đấy thì cho cắn cái thức ăn, ví dụ như là ba đậu rồi là tàng hồng hoa hoặc là băng bánh ngô các thứ đấy. Đấy thì ví dụ nó cứ xuống thì mình cắn cho nó lên. Nói chung cắn càng nhiều nó đẻ càng nhanh, nhưng mà làm sao cắn cho nó tiết kiệm là được. Ok, lúc nào mà gom đủ thiên thạch thì có anh em nào mà có thiên thạch thì mình chế luôn nhá. Có anh em nào mà cho thiên thạch thì mình chế luôn để cho thành con sâu cấp gọi là để con kim tàm cổ đấy, để con kích tàm cấp skill tàm cổ cấp 7 đấy. Nhưng mà hiện tại thì chắc chắn là anh em nó sẽ chưa dùng đến đâu vì là chưa có 55. Rồi cho cắn cái này lên này. Đấy, thế là xong nhá. Cái chỉ số của mình cuối cùng, ủa sao cái độ đói khát của con này nó là 99. Con này mình chưa cho ăn lúc nãy à? Con này chưa cho ăn lên 300 anh em ạ. Cái nhỉ. Con này cho ăn lên 300 là dùng cấp 8 đấy, tốn lắm. Đây này, nó đẻ ra cấp 8 là nó xài cái này này đấy. Cấp 8 này. Bắt đầu cho đẻ sâu được rồi đấy, anh em nhìn trên hệ thống của nó nhá. Nó đẻ ra tam thi này. Tam cổ này. Đấy, tàm cổ nhá. Mà mục đích của mình ra là con quỷ vương cơ. Mục đích của mình ra con quỷ vương cổ cơ. Đấy, anh em nhìn thấy quỷ vương chưa? Đấy là cái mục đích của mình. Và nó cũng có tàm cổ rồi thì gọi là cũng có để mà chơi được thôi, nhưng mà chưa có skill 55 đâu. Đấy, xem con này nó là chỉ số bao nhiêu rồi. 235 cái tuổi thọ anh em gì không? Để cho cái chả biết liền rất tốn luôn, chả biết liền rất tốn luôn. Auto chế thức ăn được nhưng mà nó của bên PC à, bên mobile này thì chế auto cái gì? Độ đói khát của em toàn 99 mà để lâu quá. Em cứ cho nó cắn liên tục thôi, biết làm sao giờ. À, auto click thì nó lại phải treo máy. Nó phải treo máy. Đi lên ngũ độc mua cái chảm huyết liên. Bên này chảm huyết liên nó tốn lắm. Bạn ấn vào skill rồi kéo ra, nó có vòng tròn màu xanh. Nó đè vòng tròn màu xanh vào người gần đó à. À đấy là để auto click đấy á. À nhầm, auto như kiểu là ship đúng không? Như kiểu là ship đúng không? Chẳng biết lên mua 100 cái nè. Trước sau gì cũng cần để nhiều đấy các bạn. Rồi, mình chế nè.
chế thức ăn à? Nhưng mà thôi còn một tí này thôi chế nốt đi, nó cũng sắp lên rồi. Đấy, cho ăn này là nó đẻ từ, anh em nhìn nhá, bắt đầu nó đẻ ra quỷ vương này đấy, ok chưa? Thế là nó đẻ ra quỷ vương rồi đấy.